Vâng, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình hội thảo trực tuyến chuyên đề trong khuôn khổ sự kiện triển lãm trực tuyến NEPCON Việt Nam 2021, triển lãm ngành điện tử và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Tôi tên Phan Văn Vinh, là trưởng đại diện truyền thông của công ty Richardex Việt Nam. Rất hân hạnh được làm người chủ trì cho buổi lễ, cho buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay thì tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến từ công ty Điện Quang, bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê, giám đốc điều hành công ty Điện Quang, và ông Trần Bá Linh, giám đốc sản xuất công ty Điện Quang. Vâng, và để mở đầu cho phần trình bày này, tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê, giám đốc điều hành công ty Điện Quang sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin được kính mời bà. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt ban lãnh đạo công ty Điện Quang xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý doanh nghiệp, quý đối tác cũng như các khách hàng tham gia triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2021. Như chúng ta cũng đã biết, đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và tác động nhiều mặt của xã hội. Nhưng chính trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, chúng ta lại thấy được rất nhiều mặt tích cực như sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, sự thúc đẩy nhiều hơn quá trình chuyển đổi số và đặc biệt là sự kết nối tạo ra chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Đối với ngành điện tử, vốn là một ngành kỹ thuật cao, đòi hỏi chất lượng và độ chính xác cực kỳ cao, và rất ít các doanh nghiệp điện tử có khả năng tự sản xuất tất cả các linh kiện cho một sản phẩm. Vì vậy, tôi nghĩ đến triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2021 tổ chức vào thời điểm này rất phù hợp và sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành kết nối, hợp tác lẫn nhau để tạo ra một chuỗi giá trị chung một cách hài hòa lợi ích cho các bên. Thực sự, đây là lần đầu tiên Điện Quang tham gia triển lãm NEPCON Việt Nam 2021. Mặc dù trước đó Điện Quang đã từng sản xuất rất nhiều linh kiện điện tử cho các sản phẩm của Điện Quang và cả gia công linh kiện cho các đối tác lớn trên thế giới, nhưng thời điểm đó mục tiêu của chúng tôi chỉ là thăm dò thị trường. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự điện tử với nhiều dự án có quy mô lớn vào Việt Nam, theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê mà tôi có đọc thì chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2021 tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Và trong đó, riêng ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38%. Thấy được tiềm năng rất lớn của thị trường và cũng đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất lắp ráp các đơn hàng phục vụ nhu cầu xuất khẩu của các đối tác đánh giá cao về chất lượng và tiến độ giao hàng. Vì vậy mà Điện Quang rất tự tin khi đẩy mạnh đầu tư hoạt động kinh doanh trong cái lĩnh vực này. Mặc dù được đánh giá là ngành công nghiệp mũi nhọn và đạt được một số cái thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đóng vai trò lớn trong xuất khẩu, nhưng mà thực tế thì công nghiệp phụ trợ mà tiêu biểu là linh kiện điện tử ở Việt Nam vẫn đang đứng ở giai đoạn đầu trong chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử so với các nước trên thế giới. Vì vậy, trong khuôn khổ của triển lãm NEPCON Việt Nam 2021, Điện Quang sẽ có một buổi tọa đàm với chủ đề Điện Quang và ngành công nghiệp phụ trợ vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 11. Hy vọng các doanh nghiệp tham gia triển lãm cũng như các khách hàng có thể tham dự để chúng tôi được chia sẻ nhiều hơn và biết đâu lại mở ra một cơ hội hợp tác mới. Xin bật mí nhỏ đến quý vị tham gia buổi tọa đàm của Điện Quang. Chắc chắn sẽ phải bất ngờ với nguồn lực mà chúng tôi đang có cả về công nghệ dây chuyền sản xuất và nguồn lực chất lượng cao được đào tạo bài bản. Còn chi tiết hơn nữa thì xin hãy lắng nghe những chuyên gia của chúng tôi sẽ trình bày trong buổi hội thảo nhé. Xin cảm ơn và một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an đến tất cả các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được rất cảm ơn những lời đầy chân thành của đến từ bà Quỳnh Lê, là giám đốc điều hành của công ty Điện Quang. Vâng, thưa quý vị, như bà Quỳnh Lê vừa có chia sẻ thì đề tài của chúng ta ngày hôm nay mà bà Quỳnh Lê và cũng như ông Bá Linh sẽ mang đến cho chúng ta chính là Điện Quang và ngành công nghiệp hỗ trợ. Vâng, và không để quý vị chờ lâu thì chúng tôi xin được kính mời bà chia sẻ đến từ công ty Điện Quang. Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào quý vị khách quý đang tham gia buổi tọa đàm webinar NEPCON 2021 với chủ đề của chúng tôi là Điện Quang và ngành công nghiệp phụ trợ. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức NEPCON đã cho Điện Quang và cho phép chúng tôi trình bày về
về buổi tọa đàm ngày hôm nay. Kính chúc quý vị khách quý, quý vị khán giả được sức khỏe và bình an. Trong buổi giới thiệu hôm nay, tôi xin giới thiệu hai phần. Phần thứ nhất, chúng tôi xin giới thiệu về Điện Quang. Phần thứ hai là các sản phẩm công nghiệp phụ trợ mũi nhọn của Điện Quang, bao gồm các sản phẩm về PCBA, về các sản phẩm điện tử OEM, ODM của chúng tôi và nhà máy ép nhựa Plastic Injection. Tôi xin giới thiệu về Điện Quang. Công ty Điện Quang chúng tôi thành lập từ năm 1973 và có những giai đoạn ghi nhớ cột mốc để phát triển. Đó và vào năm 2007 chúng tôi bắt đầu nghiên cứu và sản xuất đèn LED, là cũng là năm đầu tiên chúng tôi đầu tư về các thiết bị dây chuyền về SMT. Đến năm 2019 hoạt động của nhà chúng tôi đầu tư nhà máy công nghệ cao và là tại quận 9, khu công nghệ cao. Nhà máy chuyên về nghiên cứu và sản xuất chip LED và các thiết bị chiếu sáng thông minh. Nền tảng Điện Quang khởi đầu là một công ty sản xuất thuần túy với các sản phẩm chủ lực về chiếu sáng, thiết bị điện và là thương hiệu uy tín hàng đầu của Việt Nam. Trong quá trình chuyển đổi, Điện Quang đầu tư nghiên cứu và phát triển nguồn lực công nghệ và nhân lực để chuyển đổi thành tập đoàn công nghệ về giải pháp chiếu sáng thông minh. Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta đã biết là 2 năm vừa qua chúng ta đã có những giai đoạn rất nguy kịch về Covid-19, và trong giai đoạn bình thường mới sắp tới và giai đoạn cuối giai đoạn và bình thường mới và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, đây là 3 nguyên nhân chính để dẫn tới Điện Quang chúng tôi dựa trên những thế mạnh về nền tảng sẵn có, về nguồn lực công nghệ và nguồn lực về nhân lực, sự đầu tư bài bản có hệ thống để tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ mũi nhọn, bao gồm là PCBA, các sản phẩm điện tử, các sản phẩm về OEM, ODM và đặc biệt là nhà máy ép nhựa. Các sản phẩm PCBA của chúng tôi do Điện Quang sản xuất đã đạt được chất lượng và độ chính xác và tính hoàn thiện cao nhờ vào nhất về công nghệ, máy móc hiện đại, cơ sở hạ tầng, tầng và hệ thống nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về ISO 9001, quy trình ISO 14000 và đặc biệt là ISO 13485. Về nguồn lực chất lượng cao được đào tạo bài bản với những chứng chỉ tiêu chuẩn về chất lượng UL và CE. Chúng tôi có những dây chuyền sản xuất PCBA của Điện Quang là bao gồm những thiết bị như sau. Hiện tại chúng tôi có 7 dây chuyền với các thiết bị máy móc được nhập khẩu từ Nhật, từ Hàn, từ Mỹ. Trong đó có 4 dây chuyền thiết bị tốc độ cao của Panasonic đạt tốc độ từ 80.000 điểm dán trên 1 giờ cho tới 184.400 điểm dán trên 1 giờ. Là những thiết bị mới nhất. Tổng công suất của chúng tôi có thể đạt được là 250.000 cho tới 300.000 điểm trên 1 giờ. Tương đương với khoảng 5,5 triệu điểm trên một ngày và 137 triệu điểm dán trên một tháng. Kích thước, đối với kích thước linh kiện và sản phẩm, về linh kiện chúng tôi có thể dán được những linh kiện nhỏ nhất hiện tại là 0201 cho tới chiều dài là 120mm, chiều rộng là 90mm và chiều cao là 30mm. Bo mặt, chúng tôi về bo mặt, kích thước bo mặt chúng tôi có thể dán được những bo mặt từ 50 cho tới 510 cho tới 590mm. Và đặc biệt là chúng tôi có thể dán được bo mặt với kích thước dài là 1200mm. Với dây chuyền có kết cấu dạng module rất dễ dàng để thay đổi về cấu hình, do đó là đa dạng các loại sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Đó là một ưu điểm rất lớn đối với dây chuyền của chúng tôi. Đặc biệt với các tính năng nổi trội mới nhất của các dây chuyền của Panasonic, bao gồm là thứ nhất là điều khiển từ xa, remote control, hoặc là tự động khắc phục các lỗi auto recovery đối với các lỗi nhỏ hay lặp lại đã được xác thực trước đó của người vận hành máy. Và mới nhất là công nghệ ABC được cấp bằng sáng chế của Panasonic, là một công nghệ hoàn toàn kiểm soát các lỗi tự động feedback lẫn nhau để cho ra sản phẩm kiểm soát lỗi được một cách tốt nhất. Thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu về dây chuyền chip LED của nhà máy công nghệ cao. Dây chuyền chip LED công nghệ cao của chúng tôi được tư vấn và lắp đặt bởi các chuyên gia Nhật Bản. Tổng sản lượng chúng tôi có thể đạt được là 150 triệu chip trên một năm đối với chip đa nhân và khoảng 300 triệu, hơn 300 triệu chip trên một năm đối với chip đơn nhân.
và dây chuyền đóng gói chiplet này chúng tôi được hoàn toàn khép kín tất cả các công đoạn và được kiểm soát hoàn toàn trong phòng sạch theo tiêu chuẩn class 100.000. Chúng tôi có đầu tư thêm một phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn VLAB của Việt Nam và đạt chứng chỉ ISO 17025, và tất cả các sản phẩm về chiếu sáng cũng như về thiết bị chiếu sáng, đèn và đặc biệt là tiêu chuẩn đánh giá cho chiplet LM80. Ngoài ra chúng tôi có một nhà máy bao gồm các dây chuyền sản xuất lắp ráp các sản phẩm đèn LED, sản phẩm về điện gia dụng với các nguyên liệu được kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu đầu vào trong quá trình sản xuất và sau khi sản xuất. Các anh chị có thể thấy những hình ảnh liên quan tới dây chuyền sản xuất lắp ráp. Bên cạnh đó chúng tôi có một nhà máy ép nhựa với các dây chuyền ép nhựa với hơn 20 ép nhựa từ 80 cho tới 250 tấn đến từ các thương hiệu của Hàn Quốc và Nhật Bản, đáp ứng các nhu cầu của sản phẩm ép full. Ngoài ra công ty còn đầu tư dàn máy đáp ứng được các tiêu chí của có các tiêu chuẩn của ISO 3485 và các sản phẩm ép nhựa gia dụng khác phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng về ISO 9000, ISO 14001. Các sản phẩm ép nhựa đa dạng chủng loại từ các loại nhựa như ABS, BB, BC, BOM và BS và có thể đáp ứng được các yêu cầu khó tính nhất của các khách hàng Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan. Tôi xin ngừng chia sẻ tất cả các thông tin liên quan tới tất cả các nhà máy của thông tin của chúng tôi. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các video clip ngắn giới thiệu quy mô hơn đến các dây chuyền sản xuất của Điện Quang. Được thành lập từ năm 1973, công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang hiện là công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện dân dụng tại Việt Nam. Là đơn vị tiên phong về công nghệ, Điện Quang chú trọng đầu tư các dây chuyền sản xuất đồng bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ dây chuyền sản xuất chip LED, bo mạch điện tử PCBA, linh kiện ép nhựa cho đến sản phẩm hoàn thiện. Điện Quang có khả năng kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm ra thị trường. Dây chuyền sản xuất chip LED, phương xưởng sản xuất chip LED trên dây chuyền hoàn toàn tự động của hãng ASM Đức, kiểm soát độ bụi trong phòng sạch theo tiêu chuẩn LAS 100.000, sản lượng ước tính trên một năm là 150 triệu chip. Quy trình công nghệ sản xuất chip LED gồm các bước như sau. Đầu tiên, nhân chip sẽ được tách riêng biệt ra mặt máy tách chip detect die. Sau đó, chân chip sẽ được đưa vào máy dán die bonding, dán chân chip lên tấm đỡ theo thiết kế đã được phê duyệt. Máy này có hai cánh tay robot làm việc với công suất 90.000 điểm trên một giờ. Thành phẩm công đoạn này được đem đi sấy để đảm bảo cho chân chip liên kết điện các chân chip và khung đỡ lại với nhau bằng máy quay bonding hãng ASM của Đức. Chất liệu dây hàng là vàng với kích thước đường kính siêu nhỏ 23 micromet, độ chính xác cộng trừ 0.2 micromet tại 3 sigma và sau đó được phủ bột để tạo màu sắc ánh sáng mong muốn. Chip LED tiếp tục được đưa đi sấy để làm khô lớp bột. Trước khi vào giai đoạn phân loại chip, panel chip sẽ được tách rời thành từng con chip riêng biệt và phân loại theo các thông số đã được phê duyệt. Các chip LED đạt thông số được đem đi đóng gói vào cuộn và hút chân không trong túi chống tĩnh điện. Nhằm đảm bảo chất lượng chip LED, tất cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm của chip LED đều phải được bảo quản 24/7 trong tủ bảo quản, điều chỉnh được nhiệt độ và độ ẩm theo quy định. Các thông số chip LED còn được kiểm soát bằng hệ quả cầu tích phân theo tiêu chuẩn quốc tế LM85. Ngoài ra, tại cửa ra vào nhà máy sản xuất chip LED được trang bị phòng thổi bụi, giúp loại bỏ bụi bẩn và giúp kiểm soát phòng sạch theo tiêu chuẩn. Dây chuyền sản xuất bo mạch điện tử. Sau khi nguyên vật liệu được thử nghiệm đạt chuẩn, sẽ bắt đầu nạp PCB vào máy nạp. PCB được đưa vào máy quét chì kem để quét một lớp chì đạt chuẩn theo độ dày của khung in. Sau đó được kiểm tra bằng máy kiểm tra độ dày chì kem nhập khẩu từ thương hiệu Kakyon Hàn Quốc. Tiếp theo, PCB được chuyển sang máy dán linh kiện của hãng Panasonic theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Dây chuyền được tự động hóa và kiểm tra các lỗi 100% bằng máy kiểm tra 3D. Các máy liên kết với nhau qua hệ thống ABC nâng cao quy trình kiểm soát cho toàn bộ dây chuyền, được kiểm soát hoàn toàn tự động,
kích thước linh kiện có thể dán nhỏ nhất từ size 0201mm đến độ dài 120mm, rộng 90mm, cao 30mm, size số 25 micromet. Mỗi dây chuyền làm việc với công suất từ 80.000 điểm đến 184.000 điểm trên 1 giờ. Tiếp theo, PCB được chuyển sang lò sấy nhập khẩu từ thương hiệu Heller của Mỹ để sấy chì kem tạo sự kết dính giữa linh kiện và PCB. Đối với dây chuyền sản xuất driver tại công đoạn cuối, PCB sẽ được đưa vào máy AOI kiểm tra tính chính xác và tính đầy đủ của tất cả linh kiện trên từng bo mạch. Ngoài ra, Điện Quang còn đầu tư máy X-ray để kiểm tra mối hàn tại các điểm dán mà mắt thường không nhìn thấy được, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm. Sản xuất tự động sản phẩm đèn LED. Dây chuyền sản xuất đèn LED búp tự động. Sau khi PCB được sản xuất và kiểm tra chất lượng tại nhà máy điện tử, sẽ được truyền đến nhà máy hoàn thành cho công đoạn sản xuất đèn LED búp. PCB sẽ được ráp vào thân đèn đã được khắc hiệu laser trước đó và chuyển vào máy bấm đầu đèn để kết nối thân đèn với đầu đèn. Sau đó, thân đèn được tự động gấp qua máy đóng chụp đèn và chuyển sang lò luyện nghiệm. Thời gian luyện nghiệm trong vòng 120 phút ở 4 vùng điện áp khác nhau và kiểm tra thông số quang điện trước khi đưa vào máy đóng gói tự động. Sản phẩm được lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Dây chuyền sản xuất các loại đèn LED. Dây chuyền sản xuất các loại đèn LED từ công suất nhỏ đến lớn, chất lượng được kiểm tra bằng lò luyện nghiệm 2 tầng. Năng suất luyện nghiệm 2.000 sản phẩm trên 1 giờ cho sản phẩm từ 20W trở xuống và 1.000 sản phẩm trên 1 giờ đối với sản phẩm từ 30W trở lên ở 4 vùng điện áp khác nhau. Dây chuyền sản xuất đèn cũ cảm biến 0.2W. Sau khi quy vật liệu được sản xuất và kiểm tra sẽ được chuyển đến nhà máy hoàn thành để sản xuất đèn cũ cảm biến 0.2W. Tán quang sau khi khắc hiệu tạo hình ảnh trang trí theo yêu cầu của khách hàng sẽ được đưa vào sản xuất. Đầu tiên, chân pin được gắn và cố định vào thân dưới. Công đoạn tiếp theo sẽ hàn driver vào chân pin và tiến hành lắp tán quang vào thân đèn. Tiếp theo, gắn chụp sensor lên thân trên. Cố định chắc chắn thân trên và thân dưới lại với nhau bằng vít tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm được đưa vào lò luyện kiệm với 4 vùng điện áp khác nhau, thời gian luyện kiệm là 120 phút. Giai đoạn cuối, đèn được vệ sinh, dán tem bảo hành và đóng gói, sau đó được lấy mẫu để kiểm tra chất lượng. Dây chuyền sản xuất đèn LED strip tự động. Sau khi quy vật liệu được sản xuất và kiểm tra tại nhà máy điện tử, sẽ được chuyển đến dây chuyền sản xuất tại nhà máy hoàn thành. Sau khi tráng keo, ống đèn sẽ được đưa vào khay đựng ống. Ống sẽ được cuốn tự động vào máy, thực hiện lắp tấm panel gồm 36 sợi PCB đã được dán chip vào đường ray. Máy sẽ tự động cắt PCB, tay gấp thực hiện hút PCB đặt vào thanh giá đỡ và dán trực tiếp lên trong thành ống. Thành phẩm công đoạn này sẽ được đưa lên máy lắp ráp để hàn thêm driver, đầu đèn và được kiểm tra. Kế tiếp, sản phẩm sẽ được đưa vào lò luyện kiệm trong vòng 120 phút ở 4 vùng điện áp khác nhau và được kiểm tra thông số quang điện lần nữa. Với những đèn không đạt thông số, tay gấp sẽ loại tự động. Những đèn đạt chất lượng sẽ được khắc hiệu bằng laser lên thân đèn. Giai đoạn cuối, đèn được chuyển sang máy đóng gói tự động và được lấy mẫu kiểm tra chất lượng đầu ra sản phẩm. Dây chuyền sản xuất đa năng. Các sản phẩm LED mica, LED đường, LED tuyết thơm nhôm, LED panel, LED đầu đài, đèn bàn, đèn sạc, đèn bắt mũi được sản xuất trên dây chuyền đa năng. Dây chuyền được trang bị thiết bị công cụ hiện đại để phục vụ việc sản xuất hiệu quả nhất. Với các dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại và đồng bộ, hệ thống thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, Điện Quang hoàn toàn đủ năng lực sản xuất và cung cấp các sản phẩm chiếu sáng, thiết bị điện, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Rất là một phần chia sẻ vô cùng rất là thú vị và cái tính tương tác rất là cao. Đúng như bà Quỳnh Lê đã chia sẻ vào đầu chương trình chúng ta thì sẽ làm cho tất cả khán giả chúng ta bất ngờ, mà tôi thật sự là rất là ấn tượng với cái quy mô cũng như là tầm vóc mà Điện Quang, với cái bề dày hoạt động của Điện Quang tại thị trường Việt Nam như vậy. Và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều quý vị cũng rất là quan tâm đến những cái giải pháp từ công ty Điện Quang.
Rất là cảm ơn cái phần trình bày của ông Linh ạ. Và ngay sau đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần giao lưu hỏi và đáp. Thì nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào dành cho công ty Điện Quang, các đại diện của Điện Quang, thì xin vui lòng gửi về ngay cho chúng tôi ở phần hỏi đáp, hoặc là gửi trực tiếp trong phần chat box của màn hình Zoom của quý vị. Thì chúng tôi sẽ chuyển tất cả các câu hỏi này đến cho diễn giả chúng ta và phản hồi ngay cho quý vị trong thời lượng cho phép của chương trình ạ. Thì chắc là xin phép được được trao đổi với ông Linh trước một câu hỏi. Thưa ông, thì Điện Quang trước giờ mình chỉ sản xuất bóng đèn, với thì vậy thì còn đối với lại việc sản xuất bo mạch đến từ kỹ thuật cao thì cái khả năng đáp ứng của mình như thế nào ạ? Cảm ơn quý vị khán giả đã đặt câu hỏi, một câu hỏi rất là hay. Trước giờ chắc quý vị biết là Điện Quang thuần túy là chỉ sản xuất là bóng đèn. Tôi nghĩ là 100% đều biết tới cái thương hiệu của Điện Quang, và một câu slogan rất đi vào lòng người là ở đâu có điện ở đó có Điện Quang rồi. Thì cứ nghĩ là Điện Quang chỉ là làm về bóng đèn là chính. Tuy nhiên, cũng như bài chia sẻ lúc đầu tôi đã có chia sẻ, thì từ năm 2007 chúng tôi đã bắt đầu đầu tư những ngành công nghệ cao, đặc biệt là những dây chuyền sản xuất về SMT, nhằm nâng cao về chất lượng, phục vụ cho sản phẩm chính về đèn, đồng thời cũng nâng cao về năng lực và nguồn lực để tạo điều kiện phát triển những cái ngành công nghiệp phụ trợ từ năm 2007 rồi. Nên theo tôi thì sau này khi đầu tư thêm nhà máy công nghệ cao ở quận 9 thì Điện Quang cũng đã dần hình thành một cái ngành công nghiệp phụ trợ để đáp ứng cho ngành BCBA, đặc biệt là ngành BCBA và sản xuất các mạng về linh kiện điện tử, về bo mạch điện tử cho các đối tác và các khách hàng có nhu cầu. Đây thì Điện Quang hiện tại thì có thể nói là có cái thế mạnh của Điện Quang là gần như là ở trên thị trường ở trong nước, lại còn những cái mảng sản xuất hàng xuất khẩu thì đối với phía Điện Quang thì mình có những cái khó khăn gì không, hay là mình đánh giá và mình phát triển cái mảng để sản xuất quốc tế như thế nào? Xin phép cái phần này tôi sẽ nhường lại phần trả lời cho chị Loan, là người phụ trách chính các mảng xuất khẩu, để trả lời cho câu hỏi cho quý vị. Xin mời chị Loan ạ. Xin phép đội kỹ thuật có thể hỗ trợ promote cho chị Loan để chị Loan có thể kết nối với chị Loan để chị Loan có thể trả lời. Xin lỗi quý vị một tí. Chào chị Loan ạ. Chị Loan đã có thể trả lời, đã có thể sử dụng cái microphone của mình được chưa ạ? Xin lỗi là mạng ở bên em nó đang có vấn đề nên đường truyền nó đang bị lỗi. Anh có thể đặt câu hỏi cho em chút xíu được không ạ? Dạ, thì câu hỏi của mình là hiện tại Điện Quang có thế mạnh gần như là 100% là ở thị trường trong nước, nhưng mà vậy thì những cái mảng như là sản xuất hàng xuất khẩu thì mình có những cái khó khăn hoặc là những cái trở ngại gì cho cái việc xuất khẩu quốc tế không ạ? Xin phép trả lời câu hỏi này. Hiện tại thì Điện Quang là đã đầu tư khá là nhiều công nghệ máy móc thiết bị hiện đại mà hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của các đối tác, các thị trường xuất khẩu như là của Mỹ, của châu Âu và của Đông Nam Á. Đặc biệt là hiện tại Điện Quang cũng có một vài khách hàng Nhật. Nhật thì là thị trường khá là khó tính, nhưng mà hiện nay với các công nghệ hiện đại và cái quy trình quản lý chất lượng của Điện Quang rất là chỉnh chu và rất là chi tiết. Chúng tôi thực hiện công nghệ được chuyển giao rất là bài bản từ phía nước ngoài, nhưng mà phía nội bộ của chúng tôi là từ cái khâu mà nguyên vật liệu đầu vào cũng như là trong quá trình sản xuất, hay là nếu đối tác có những cái yêu cầu cụ thể và chúng tôi có thể customize ra được cái yêu cầu của khách hàng, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được. Hiện nay thì là chúng tôi đã có được một số cái sản phẩm mà đáp ứng được yêu cầu thị trường của Mỹ, và chúng tôi đã có được chứng nhận UL là cái chứng nhận đầu vào của thị trường Mỹ cho một số sản phẩm đèn LED và một số sản phẩm gia dụng khác. Ngoài ra thì các cái sản phẩm mà chúng tôi hướng tới thị trường châu Âu thì cũng đạt được những cái tiêu chí của thị trường nước
của khách hàng, cho nên là chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin là chúng tôi có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà khách hàng đề ra cho bên phía chúng tôi. Yes, cảm ơn chị, cảm ơn bà Loan với phần trả lời. Tôi có nhận được ở đây một câu hỏi đến từ một vị khán giả không có thông tin. Thì vị khán giả này có hỏi là nhà máy điện quang của chúng ta thì thời gian sắp tới có cái kế hoạch hoặc là dự định nào nâng cấp lên thành nhà máy thông minh 4.0 không ạ? Cái này thì là bên sẽ nhường câu trả lời cho anh Linh. Anh Linh sẽ trả lời cái câu hỏi này. Dạ, cảm ơn. Tôi xin trình bày một là 4.0. Thì đối với nhà máy điện quang hiện tại, tất cả các thiết bị gần như đã được nâng cấp và gần như có thể dễ dàng kết nối với lại cái việc 4.0 rất là nhanh. Tuy nhiên, để mà thực thi cái việc này á, chúng tôi đang làm việc với một số đối tác có kinh nghiệm cũng như là có thiết bị và có những cái bản quyền làm sao để xây dựng một nhà máy của điện quang theo chuẩn 4.0 về công nghiệp một cách hoàn hảo nhất. Cái này quý vị sẽ chờ đợi trong một thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ trình bày thì sẽ triển khai cái việc này và sẽ thông tin lại cho quý vị chính xác hơn. Xin cảm ơn ông Linh. Quý vị thân mến, như quý vị cũng thấy phần chia sẻ của vừa rồi của anh Linh có nói về nhà máy 4.0, thì dĩ nhiên đó là cái xu hướng, tôi tin là đó là một cái xu thế cho tất cả các nhà máy công nghiệp, mà thông qua những cái cơ hội kết nối giao thương diễn đàn thì chúng ta có thể chia sẻ được rất là nhiều với nhau về những cái công nghệ cũng như là cập nhật những công nghệ như kỹ thuật. Xin phép một câu hỏi nữa cho ông, đối với lại những cái hệ thống và dây chuyền sản xuất, hệ thống quản lý và cũng như là sản phẩm, thì điện quang hiện tại đã có những cái chứng nhận hoặc là những chứng chỉ gì mà liên quan đến để hỗ trợ cho cái việc mà xuất khẩu những cái sản phẩm đó ra thị trường quốc tế ạ? Đối với hiện tại á, đối với nhà máy chúng tôi thì đã có những cái chứng chỉ về hệ thống về chất lượng, đó bao gồm là ISO 9001, ISO về 14000 và những tiêu chuẩn về nhân lực, ví dụ ESA 8000 chúng tôi đã có rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có chứng chỉ ISO về 13485 đối với những sản phẩm về y tế, và các chứng chỉ về chất lượng chúng tôi đã có về UL, về CE, UL đối với thị trường Mỹ và CE đối với thị trường châu Âu. Sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng và triển khai để lấy cái chứng chỉ mới nhất cho các ngành công nghiệp phụ trợ và các ngành về tự động, đó là chứng chỉ ISO EATF 16949. Trong thời gian ngắn nhất chúng tôi đang hoàn thiện lại tất cả quy trình để làm sao đáp ứng được các nhu cầu khó tính nhất của các thị trường của Mỹ và châu Âu. Dạ, cảm ơn. Có thêm một câu hỏi nữa đến từ vị khán giả của chúng ta, thì câu hỏi liên quan đến nhà máy điện quang mình có kế hoạch mở rộng sản xuất cũng đèn led cho mảng kinh doanh ô tô xe máy không? Như tôi vừa chia sẻ thì hiện tại tôi đang là chuẩn bị để lấy cái chứng chỉ AITF ISO 16949. Cái đó là chính là cái mảng mà chúng tôi đang tập trung vào để phát triển cho ngành công nghiệp phụ trợ và ngành tự động, ô tô và xe máy. Phải có những cái chứng chỉ đó thì chúng tôi mới bắt đầu vào. Tuy nhiên, hiện tại là chúng tôi đã có những khách hàng đã đặt hàng và đang phát triển rồi. Thì hy vọng là chúng tôi sẽ lấy cái chứng chỉ này sớm để sớm có thể có những sản phẩm để xuất khẩu cho thị trường Mỹ và châu Âu. Dạ, rất cảm ơn. Xin phép hỏi một câu hỏi cuối cùng. Khi mà đánh giá về điện quang thì cái điều gì mà theo ông á là tạo ra cái giá trị cạnh tranh cho điện quang so với là các thương hiệu hiện có, thương hiệu quốc tế ở Việt Nam hoặc là thương hiệu trong nước, về mặt công nghệ hay là về mặt chi phí, giá thành hay là về mặt con người ạ? Xin ông có thể chia sẻ một ít. Một câu hỏi quá hay của anh Ryan. Cảm ơn anh. Thế thì nói về công nghệ của điện quang á, thì chắc chắn thì sẽ không khó với những doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài, người ta mạnh về vốn và cũng là đi trước chúng ta. Tuy nhiên
cái lợi thế mạnh nhất của công ty Điện Quang chúng tôi hiện tại đó là về nguồn lực rất là trẻ, thực tế rất là trẻ và năng động, và một đội ngũ kỹ sư rất là chuyên nghiệp. Nói chung là chúng tôi được đào tạo bài bản và quy trình đào tạo chúng tôi đã có từ lâu, là cái nhất. Cái thứ hai, chúng tôi có một hệ thống phòng thử nghiệm được đầu tư cũng rất bài bản, đầy đủ các thiết bị chuyên nghiệp có thể đáp ứng được các nhu cầu rất khó của các thị trường quốc tế. Có thể nói là cái phòng thử nghiệm chúng tôi là những khách hàng lớn tham quan đều đánh giá cao về các thiết bị của chúng tôi. Cái thứ ba là về đầu tư về công nghệ. Chúng tôi thì gần như là khi đầu tư chúng tôi chọn những thiết bị gọi là mới nhất của thị trường và được tư vấn bởi những đội ngũ của những đối tác có kinh nghiệm, ví dụ như là Panasonic là một đối tác rất là lâu năm đối với Điện Quang. Họ tư vấn rất là nhiệt tình và những cái công nghệ nào mà có thể là mới nhất họ đều áp dụng cho chính chúng tôi. Đó là những cái lợi thế mà cạnh tranh. Còn đối với về nhân công hay là chi phí thì tôi nghĩ là giống nhau cho tất cả các khu công nghiệp rồi. Chúng ta sẽ có thể cạnh tranh hay không là chúng ta có những cái thế mạnh cạnh tranh khác. Rất xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành đến từ ông Bá Linh của chúng ta. Một lần xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, thì do thời lượng chương trình của chúng tôi cũng cho phép có hạn, thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp tất cả những câu hỏi mà chưa được trả lời, hoặc là quý vị còn đang muốn hỏi thêm thì sẽ được chuyển đến cho đại diện của công ty Điện Quang bên đại phía đại diện công ty Điện Quang có thể phản hồi đến quý vị ngay sau chương trình. Thì quý vị có thể gửi câu hỏi và thông tin liên hệ của quý vị thông qua cổng thông tin chính thức của Richard X Việt Nam để chúng tôi có thể hỗ trợ. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là quý vị đã có những cái thông tin rất là giá trị và bổ ích qua bài chia sẻ chuyên đề đến từ công ty Điện Quang. Thưa ông bà, thì một lần nữa thay mặt ban tổ chức chương trình triển lãm trực tuyến NEPCON Việt Nam 2021 thì tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia và chia sẻ cái giải pháp công nghệ cũng như là về công ty cho diễn đàn của chúng ta. Và tôi cũng xin cầu chúc cho ông cùng với công ty là luôn luôn bình an, luôn khỏe mạnh và phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn ông. Cảm ơn ban tổ chức. Chúc NEPCON 2021 đạt nhiều thành công và đạt nhiều giá trị kết nối. Rất là cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, và đừng vội rời khỏi màn hình chúng ta vì chương trình chúng ta sẽ được tiếp tục với phần chia sẻ về Fuse Game, một trong những cái hoạt động rất là thú vị cho tất cả quý vị tham gia vào triển lãm trực tuyến NEPCON Việt Nam. Fuse Game của chúng ta. Welcome to Fuse Game, thank you for being here with us in NEPCON 2021. Before starting the sessions, let us play a simple game. You just need to register on the link that will be provided in the chat box. You will be asked to input your name, company, email address, and mobile number. Choose one shape out of five, asterisk, fuse, play, power, and Wi-Fi. If the shape you chose is the last remaining shape, you will have the chance to be one of the three lucky winners. At the end of each day, names who chose the winning shape will be drawn from a roulette to determine the three lucky winners. Are you ready to play the Fuse game? May the Fuse be with you.